Bộ Công Thương đã lập hai đoàn kiểm tra đôn đốc và đánh giá việc triển khai phối hợp thực hiện các biện pháp phòng, chống và ngăn chặn bệnh dịch tả lợn châu Phi do Thứ trưởng Đặng Hoàng An và Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý Thị trường Trần Hữu Linh làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra tại 5 tỉnh Hưng Yên, Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Thái Nguyên. Đây là những địa phương có số lợn mắc dịch tả châu Phi lớn nhất trong cả nước. qua kiểm tra tại các địa phương có dịch tả lợn châu phi cho thấy công tác kiểm tra kiểm soát cũng như phối hợp thực hiện các biện pháp phòng chống và ngăn ngừa dịch bệnh được thực hiện rất nghiêm túc điển hình như tại tỉnh thái nguyên sau khi lập chốt kiểm tra liên ngành chưa phát hiện được bất kỳ một xe ô tô vận chuyển lợn sang vùng khác cục quản lý thị trường các tỉnh hưng yên thái bình nam định ninh bình thái nguyên duy trì theo dõi sát sao tình hình kiểm tra, xử lý vi phạm trong vận chuyển, kinh doanh lợn và các sản phẩm từ lợn không rõ nguồn gốc thông qua các báo cáo nhanh vụ việc phát sinh, báo cáo hàng ngày của các đội quản lý thị trường địa bàn nơi xảy ra vùng dịch, báo cáo hàng tuần, tháng để nắm rõ tình hình kết quả thực hiện để đưa ra những chỉ đạo và báo cáo cấp trên kịp thời nhằm ngăn chặn đẩy lùi các hành vi vi phạm trong vận chuyển, kinh doanh lợn và các sản phẩm từ lợn, ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Ngoài ra, cục quản lý thị trường các tỉnh đã chỉ đạo các đội quản lý thị trường huy động 100% quân số, cử cán bộ tham gia trực chốt kiểm dịch động vật, phân công các đồng chí là lãnh đạo phụ trách các đội quản lý thị trường địa bàn tăng cường đôn đốc theo dõi sát sao việc thực hiện các biện pháp chống dịch bệnh kiểm tra giám sát cán bộ công chức quản lý thị trường trong việc tham gia trực tại các chốt kiểm dịch kết hợp việc kiểm tra với công tác tuyên truyền ký cam kết với các tổ chức cá nhân không vận chuyển kinh doanh giết mổ lợn và các sản phẩm từ lợn không rõ nguồn gốc